Chào mừng các em đến với video tiếp theo của 123 học tốt. Thì trong video này chúng ta sẽ làm tiếp phần ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo và chúng ta giải bài số 5 trong sách giáo khoa trang 170. Và bài số 5 trong sách giáo khoa trang 170 là một bài toán dạng trắc nghiệm, yêu cầu chúng ta khoanh vào chữ đặt trước câu trước kết quả đúng. Chúng ta có yêu cầu của đề bài đó là ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Theo thứ tự này từ bé đến lớn. Nhớ là theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy trong các cái câu A, B, C, D này chúng ta cần phải kiểm tra xem ba số nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Muốn làm được bài toán này thì chúng ta cũng cần so sánh và chúng ta sẽ bắt đầu từ cái câu A, so sánh ba số ở câu A. Ở câu A chúng ta, ở cái đáp án A chúng ta có ba số, đó là đầu tiên là 2935, sau đó đến 3914 và tiếp theo là 2945. Dễ dàng nhận thấy số 3914 lớn hơn số 2945, do đó ba số ở câu A này không được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Cho nên chúng ta loại cái đáp án này ra. Không phải đáp án này, sang câu B. Ba số là 6840, 8640 và 4860. Thì số đầu tiên là 6840 nhỏ hơn số thứ hai là 8640, nhưng số thứ hai lại lớn hơn số thứ ba là 4860. Do đó đáp án B này cũng không phải là đáp án đúng. Đáp án C, 8763, 8443 và 8853. Chúng ta kiểm tra thấy rằng số 8763 nhỏ hơn số 8843 và số 8843 thì lại nhỏ hơn số 8853. Do đó ba số ở câu C này đã được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Do đó chúng ta có được một cái đáp án đúng là đáp án C này. Chúng ta sẽ kiểm tra tiếp đáp án D xem có phải là đáp án đúng hay không. Số đầu tiên đó là 3689, số thứ hai là 3699. Số thứ hai thì lớn hơn số đầu tiên là đúng rồi, nhưng số thứ ba đó là 3690. Số 3690 này lại nhỏ hơn số 3699, do đó đáp án D không phải là đáp án đúng. Vậy đáp án đúng ở trong cái bài số 5 này đó chính là đáp án C. Thông thường đối với dạng bài tập khoanh vào cái chữ cái đứng trước câu trả lời đúng thì chúng ta sẽ chỉ có một đáp án đúng. Cho nên trong trường hợp này chắc chắn là chỉ có một đáp án C là đáp án đúng. Tuy nhiên để cẩn thận hơn chúng ta vẫn nên kiểm tra tất cả các đáp án để chúng ta tìm ra được cái đáp án chính xác nhất. Và vừa rồi các em vừa ôn tập cái bài tập số 5 trong sách giáo khoa trang 170, phần ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo. Chúc các em ôn tập và thi kiểm tra cuối năm thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.